Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Enzy đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới ở trên Android nha. Và iOS thì link tải sẽ để ở phía dưới. Tựa game này mang tên là Get Fat anh em ạ. Làm cái này để cho nên béo hơn, để trở thành sumo vui thiên hạ. Thì chúng ta sẽ ăn đồ ăn thôi. Đấy. Úi rồi ôi. Mình nếu mình va vào phải một cái gì đấy là mình sẽ bị nhỏ đi nhá anh em. Úi rồi. Còn này xong phim rồi. Ok ok, đấu với thằng sumo đây anh em ạ. Ui, vua sumo à? Con này ăn đòn rồi. Ui, có tí à anh em? Vãi đạn luôn ạ. Ui, sumo bé. Bé bé nhìn trông hay hay. Hay ho. Ok. Game này khá là hay anh em ạ. Nhưng mà mình thấy là hơi khó chơi. Chìa khóa này. Tôi bị chậm lại một tí rồi anh em ơi. Ây à, ây à, ây à, ây à, ây à. Nào đánh này anh em ơi. Xôi, nó có tí nhở, tại sao lại yếu nhở? Làm nào để có thể là lên một phát được thật mạnh được ta? Thật sự là hơi khó hiểu. Nice, 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 nice. Úi xời ơi, quả nhảy tốt đấy. Ok 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 ok, rơi xuống rơi xuống rơi xuống rơi xuống rơi xuống. Dình 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 dình. Đấy, lực mạnh hơn đấy anh em ạ. Úi xời, lên được khoảng 6x. Mà game này nó không có quảng cáo thả. Cũng may là game này nó không có cái chờ, từ từ cho ra giữa giữa cho nó đẹp. Game hiện tại là tôi cũng không thấy có quảng cáo ấy. Hiện tại nó có cái mũ duy nhất ở đây này. Cố gắng trở thành nhà to nhất thế giới này anh em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sumo, úi xồi, úi xồi, úi xồi, úi xồi, úi xồi. Hay nhá. Bất kỳ chỗ nào thì cũng sẽ ăn được thôi anh em ạ. Đang khá là to ở bên này. Nào. Đấy, hình như là chúng ta được mắc rồi anh em ạ. Vẫn nhân mới luôn. Quá tuyệt vời. Không có gì để bàn cãi nữa. Quá hay luôn. Rồi, nào anh em ơi. Nào, ok. Chúng ta đang cố gắng cho nó to nhất có thể ra. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Siêu sumo, siêu sức mạnh. Cho em hút hết những cái thức ăn vào đây. Hơi bé nha anh em. Thằng này nó có một cái mũ gì đó trên trên đầu, không biết có được lên 10x không. Ui, được có 9x ạ. Hơi đen nhỉ. Không có mũ nào khác nhỉ. Mình đang hơi thất vọng mà không có cũng bất kỳ một cái mũ nào khác cả. Cái này có nhảy được rồi mà. Ây ơi, rơi vàng, rơi vàng, rơi vàng, rơi vàng. Rơi vàng, rơi vàng, rơi vàng. Đen thế nhờ. Không né được à, quả đấy không né được. Mà sumo không có thêm thời trang gì mới ta. Né rất tốt luôn anh em ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ta tôi lại ăn một cái đấy. Hơi bé nha anh em. Lại vẫn gặp thằng này à? Không gặp thằng này đâu. Ui, tí được 10x kìa. Tí thì ngon. Ôi, được cái hòm này. Không có thêm đồ nhỉ. Mà game này nó cũng không cài quảng cáo ấy. Hay thế nhỉ. Có những game rất là hay nhá. Rất ít quảng cáo nhá. Rồi. Né tốt nhỉ. Cho bị lỡ mất một cái rồi. Và còn bị đâm vào một phát nữa chứ. Bó tay chấm cơm lên. Nó đội một cái mũ. Mũ clean cứu hỏa à. Chết rồi. Không để ý anh em ạ. Tí lên được 10x kìa. Trời ơi là trời. Nào. Ok, chúng ta sẽ lấy hết cái đống này trước. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý chưa? Cho đáng lẽ nên đi sang bên kia thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Nó sẽ hay hơn một xíu. Rồi, chuyến nào. Dình, dình.
Dream này tí lên được 10x anh em ạ. Tí chúng ta sẽ lên được 10x luôn. Like qua đây. Like qua đây, 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 like qua đây. Chìa khóa. Chìa khóa vàng. Lúc nào mình cũng phải giữ cái cơ thể của chúng ta thật to anh em. Mất mấy cái bánh à? Mất mấy anh hamburger à? Lại tóc vàng. Ôi, cho được ít thế nhở? Được có nhân 5 à? Nhưng vấn đề là nó không có nâng cấp cái gì thêm nhỉ? Vấn đề nó không thấy nâng cấp cái gì hay ho hơn à? Đây, từ thằng suy dinh dưỡng trở thành một vô địch sumo. Chết được đấy. Ok ok ok. Được rồi đấy anh em. Về đích. Về đích đã xong. Oh my god. Nice. Nice. Lên. Tôi lại bị va chạm vào cái kia khá là khó chịu nhỉ. Chuyến nào. Chuyến nào. Đẩy ra xa. Tí được 10x anh em ạ. Tí được 10x luôn. Cái gì đây? Chúng ta đã ăn được cái loại bánh mới rồi này. Hình như cái bánh này sẽ giúp chúng ta tăng kích thước cơ thể hơn. Ui, đỉnh thế nhở, không bị chết phát nào luôn. Trời ơi, quả khả năng né thần thoại rồi. Oh my god. Cái gì đấy nhở? Cái kia là cái gì ta? Mình vừa ăn mình vừa né. Ui, kích thước cơ thể mình to lắm anh em ạ. Đoán là mình sẽ đấm thằng này. Bay xác pháo này không được 10x nhở? Hơi đáng tiếc là chúng ta sẽ không được 10x nhá. Hơi buồn một xíu. Nào ăn cái này. Xôi. Sau khi mình đã quen rồi anh em ạ, thì mấy cái này nó chẳng phải là vấn đề gì quá lớn đối với mình cả. Chúng ta di chuyển rất là hay. Phải nói là rất là hay. Nhảy. Ok. Nào. À, lấy thêm cái chìa khóa bên này. Chuẩn rồi. Đẩy nó ra nhá anh em. Nào, bạn ơi. Được có 5x à, có 9x thôi. Khá là đèn đủ cho mình. Hamburger. Like. Rồi. Nuột ghê. Tôi vẫn bị vướng bởi cái này anh em ạ, khá là khó chịu. Cái này thì di chuyển dù bất kỳ ở đâu thì chúng ta vẫn có thể là sẽ được rồi. Úi rồi. Like hay thế nhờ. Đấy rồi, đến đích rồi. Hút nó nào. Ui chà, cho tí được 10x luôn. Quá hoàn hảo. Xôi. Đơn giản mà lại hiệu quả quá anh em ơi. Ui. Wow man. Khá là xịn sò con bò anh em ạ. Đẩy ra tiếp nha anh em. Trời, quên không đẩy này. Tí ra sẽ được 10x luôn. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.